Sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã được Nhà Trắng thốt lên như một ngày đen tối nhất trong lịch sử đất nước. Trên thế giới ngày hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung mà Quỳnh Anh sẽ truyền tải tới quý vị ngay sau đây. Tên lửa Hornet của Nga đã đốt cháy tất cả các loại xe tăng chính của phương Tây. Ngày 11 tháng 9, suy nghĩ về chiến tranh. Mỹ xác định thêm danh tính nạn nhân sau 20 năm vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Tên lửa Hornet của Nga đã đốt cháy tất cả các loại xe tăng chính của phương Tây. Tên lửa Hornet do Nga chế tạo được xem như là cơn ác mộng đối với mọi xe tăng phương Tây. Theo một bài phân tích đăng trên tạp chí Military Watch của Mỹ, hệ thống tên lửa chống tăng ATGM Hornet của Nga đã tấn công tất cả các loại xe tăng chính do phương Tây sản xuất. Nhận định này được đưa ra sau khi London xác nhận việc xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của họ bị phá hủy trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt vào đầu tháng 9 năm 2023. Sau khi nghiên cứu chiếc xe tăng Challenger 2 bị phá hủy, tạp chí Military Watch nhấn mạnh rằng những dấu hiệu ghi nhận bác bỏ tuyên bố rằng chiếc MBT nói trên đã bị tiêu diệt bởi máy bay không người lái cảm tử Lancet hoặc bị pháo binh Nga bắn trúng trực tiếp. Các nhà phân tích của tạp chí Mỹ nhấn mạnh những tuyên bố về việc tên lửa chống tăng Hornet đã được sử dụng phù hợp với những gì quan sát thấy liên quan tới tốc độ và quỹ đạo của quả đạn. Điều này đánh dấu một thắng lợi lớn cho hệ thống vũ khí hủy diệt xe tăng của Nga, vốn được sử dụng chủ yếu như một nền tảng di động, nhưng đôi khi được lắp đặt trên các phương tiện thiết giáp hạng nhẹ. Tạp chí Military Watch gọi ATGM Hornet của Nga là hệ thống mạnh nhất và là mối đe dọa chính đối với mọi xe tăng phương Tây trong khu vực diễn ra chiến sự tại Ukraine. Ấn phẩm này nhắc lại, việc tên lửa Hornet đánh bại xe tăng phương Tây đã bắt đầu từ năm 2003, khi các hệ thống chống tăng được sử dụng trong chiến đấu tại Iraq đã bắn hạ nhiều xe tăng M1 Abrams. Sau đó ở Trung Đông, vũ khí của Nga tiếp tục tiêu diệt xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Nhưng lần này, chiến tích của nó còn tiếp tục mở rộng với Merkava 4 của Israel và Leopard 2 do Đức sản xuất. Hornet là hệ thống tên lửa chống tăng mang vác hạng nhẹ, trọng lượng 28 kg, được đưa vào sử dụng từ những năm 1998. Đặc điểm đáng chú ý của tên lửa là đầu đạn song song giúp cải thiện đáng kể khả năng xuyên giáp của nó. Đồng thời, các nhà phân tích người Mỹ chỉ ra rằng khả năng xuyên giáp của Hornet không phải là tốt nhất trong kho vũ khí của Nga. Hiện nay, các vũ khí tên lửa Vick thế hệ mới nặng hơn nhiều do trực thăng chiến đấu K-52 phóng đi mới thực sự nguy hiểm. Tên lửa Vick gây ra mối đe dọa lớn hơn nhiều đối với các phương tiện bọc thép hạng nặng của phương Tây và có thể có khả năng xuyên thủng giáp xe tăng Challenger 2 từ phía trước mà không gặp trở ngại. Ấn phẩm Military Watch lưu ý thêm rằng khả năng tên lửa Hornet vô hiệu hóa hoàn toàn các xe tăng phương Tây sẽ gây ra mối lo ngại nghiêm trọng giữa các quốc gia thành viên NATO. Tuy vậy, điểm yếu của tên lửa Hornet cũng được chỉ ra, đó là vũ khí này không có khả năng phóng và quên, vẫn yêu cầu xạ thủ phải chiếu chùm laser đánh dấu mục tiêu cho đạn trong toàn bộ quá trình bay. Điều này làm giảm tính chính xác, đồng thời gây ra nguy hiểm lớn đối với người bắn, bởi vì đối phương có thể nhận ra và kịp thời phản kích bằng các loại đạn cao tốc, bởi tốc độ bay của tên lửa chống tăng Hornet là khá chậm. Tại sao Kiev không tấn công khi đang xây dựng răng rồng? Cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson đã rất ngạc nhiên trước chiến thuật của Ukraine chuẩn bị cho cuộc phản công. Sự ngạc nhiên của chuyên gia Mỹ được đặt ra khi nói về hiệu quả của cuộc phản công và sự chuẩn bị của Kiev cho chiến dịch quân sự này. Tại sao lực lượng Ukraine với những vũ khí tối tân hàng đầu của NATO không thực hiện cuộc phản công ngay khi Nga đang xây dựng các hàng phòng thủ ba lớp của mình, trong đó có lớp răng rồng đầu tiên? Vấn đề khiến nhiều người ngạc nhiên bởi phía Nga không xây dựng tuyến phòng thủ một cách bí mật. Trong suốt thời gian đó, Ukraine thậm chí không cố gắng tấn công vào những vị trí này bằng tên lửa hoặc pháo binh. Họ chờ đợi điều gì vậy? Lẽ ra ít nhất thì Ukraine cũng nên cố gắng làm gián đoạn quá trình chuẩn bị của quân đội Nga. Thế nhưng họ đã không làm điều gì đó, chuyên gia Larry Johnson nói. Chuyên gia lý giải rằng chính sự sơ suất và yếu kém của tình báo dẫn đến thực tế các quan chức Mỹ và Ukraine đều không đánh giá đúng sức mạnh phòng thủ của đối phương. Quân Nga công khai ủng hộ các cứ điểm, họ mang vật liệu đến và đổ bê tông, đào hào, cắm răng rồng xuống đất, xếp thành từng hàng dày đặc. Hệ quả của chiến thuật khó hiểu này là lực lượng Ukraine phát hiện ra rằng họ thậm chí không thể chọc thủng tuyến phòng ngự đầu tiên, chứ nói gì đến hai lớp kiên cố hơn tiếp theo, Johnson kết luận. Lớp phòng thủ răng rồng còn được phương Tây gọi là răng quỷ là chướng ngại vật phòng thủ bằng bê tông chống tăng hình kim tự tháp. Chiều cao của một răng là từ 90 đến 120cm. Răng rồng không phải là hàng rào, chúng là một cái bẫy chống tăng đặc biệt. Chúng không chỉ cản trở cuộc đột kích của xe tăng địch mà còn tạo ra ảo tưởng rằng chướng ngại vật này có thể dễ dàng vượt qua. Nếu răng rồng được chế tạo và lắp đặt chính xác, xe tăng địch sau khi vượt qua tuyến phòng thủ bê tông đầu tiên sẽ không thể tiến hoặc là lùi.
chúng sẽ bị mắc kẹt và trở thành mục tiêu dễ dàng của pháo binh và các loại vũ khí chống tăng khác. Ngoài lớp răng rồng, báo chí phương Tây trích dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều lớp công sự của Nga đôi khi sâu trong vùng Nga kiểm soát tới 20 km và dài khoảng 2.000 km, chạy từ biên giới Nga và Belarus đến đồng bằng Dnieper. Phương Tây gọi những công sự này là những công trình phòng thủ quy mô nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Hệ thống phòng thủ của Nga bao gồm một mạng lưới chiến hào, bãi mìn, dây thép gai, rào chắn chống tăng bằng kim loại được gọi là nhím, răng rồng và các vị trí pháo binh. Các nhà quan sát phương Tây cho rằng khu vực được triển khai dày đặc hệ thống công sự nhất là vùng Zaporozhye, tiếp theo là Kherson và Donetsk, Lugansk. Crimea cũng đã được củng cố. Hệ thống phòng thủ Zaporozhye bao gồm 3 hệ thống con. Hệ thống phòng thủ Kherson cũng bảo vệ các đường tiếp cận Crimea. Mặt trận Donetsk kết hợp với cả công sự phòng thủ cũ và mới, trong khi việc xây dựng hệ thống phòng thủ của Luhansk kém rõ ràng hơn từ hình ảnh vệ tinh. Ngày 11 tháng 9, suy nghĩ về chiến tranh. Từ sự kiện 11 tháng 9 ở Mỹ, ngẫm lại vẫn thấy một vòng luẩn quẩn. Con người là nạn nhân của chiến tranh, mà chiến tranh, bạo lực, xung đột lại do chính con người gây ra. Vậy chính con người đang tự tiêu diệt lẫn nhau vì mục đích gì, vì lợi ích gì và có vì hạnh phúc của nhân loại hay không? Ngày 11 tháng 9, nước Mỹ kỷ niệm ngày diễn ra cuộc khủng bố tàn bạo làm cả thế giới kinh hoàng. Sự kinh hoàng là bởi nó diễn ra ngay tại Washington. Những tưởng là một thành trì bất khả xâm phạm của một cường quốc như Mỹ với cách thức tiến hành cuộc khủng bố một cách bài bản, liều lĩnh và điên cuồng. Sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã được Nhà Trắng thốt lên như một ngày đen tối nhất trong lịch sử đất nước, và nó như một nhát dao đâm đau đớn vào niềm kiêu hãnh của một siêu cường từ trước đến nay chỉ có đem quân đi đánh xứ người như Mỹ. Từ sự kiện đó, Mỹ và các đồng minh đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công và truy lùng khủng bố trên khắp thế giới, mà tập trung vào tổ chức Al-Qaeda và chùm khủng bố Osama Bin Laden. Ngay sau đó, lấy lý do liên quan đến khủng bố, Mỹ đã phát động cuộc tấn công Iraq, lật đổ chính quyền của Tổng thống nước này Saddam Hussein, và mãi phải chục năm sau đó. Theo nhiều tuyên bố của Mỹ, chùm khủng bố Bin Laden mới bị tiêu diệt. Thế nhưng khủng bố cũng không vì thế mà chấm dứt, và đi cùng với nó là những diễn biến phức tạp, khó lường. Sau cuộc chiến Iraq, Mỹ tiếp tục phát động cuộc chiến ở Afghanistan, rồi Libya và hiện nay đang sục sôi kế hoạch tấn công vào Syria. Chiến tranh nối tiếp chiến tranh, khủng bố và bạo lực vẫn là những bóng ma lờn vờn ở khắp nơi. Máu và nước mắt vẫn đổ, bom đạn vẫn gầm xé, bệnh tật và đói nghèo vẫn dai dẳng đeo bám những dân tộc là nạn nhân của chiến tranh và xung đột. Những hệ lụy đó dường như không thể chấm dứt do sự tự ái của một cường quốc hay do những lợi ích chính trị và quyền lợi bao trùm trái đất này. Từ trước đến nay, có những cuộc chiến tranh chính nghĩa và cũng không ít các cuộc chiến phi nghĩa đã diễn ra trong lịch sử nhân loại. Nhưng cho dù diễn ra dưới bất kỳ nguyên do gì, thì khi xảy ra chiến tranh, những người lính của hai bên chiến tuyến vẫn sẽ phải chĩa súng về nhau để phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc. Không riêng gì các nước khác, ngay cả với nước Mỹ, sẽ có nhiều người vợ mất con, chồng mất cha, những người lính trở về với tấm thân không lành lặn. Nạn nhân thực sự của chiến tranh, khủng bố hay xung đột vẫn là chính con người. Vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Mỹ với hình ảnh tòa tháp đôi bốc cháy, sụp đổ, thân xác những nạn nhân rơi lả tả từ độ cao hàng trăm mét xuống đất vẫn không thể phai mờ trong tâm trí của triệu triệu con người. Và cho dù xảy ra cách đây hơn một thập niên, nhưng chắc chắn trong nhiều năm sau này, mọi người vẫn sẽ nhớ và nhắc đến nó như một nỗi đau ám ảnh. Ngay ở chân của tòa tháp đôi bị sụp đổ do khủng bố ngày 11 tháng 9, một đài tưởng niệm các nạn nhân, những người thiệt mạng khi cứu chữa thảm họa đã được dựng lên. Đó là ở nước Mỹ. Vậy còn ở các nước khác là nạn nhân chiến tranh do Mỹ phát động, đài tưởng niệm những người dân vô tội, nạn nhân của chiến tranh được dựng lên ở đâu? Từ sự kiện ngày 11 tháng 9 ở Mỹ, ngẫm lại vẫn thấy một vòng luẩn quẩn. Con người là nạn nhân của chiến tranh, mà chiến tranh, bạo lực, xung đột lại do chính con người gây ra. Vậy chính con người đang tự tiêu diệt lẫn nhau vì mục đích gì, vì lợi ích gì và có vì hạnh phúc của nhân loại? Mỹ xác định thêm danh tính nạn nhân sau 20 năm vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Thi thể của hai người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York, Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã được xác định danh tính. Đây là thông tin tích cực mới nhất trong nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ nhằm đưa các nạn nhân về với gia đình của họ. Các nhà chức trách của Mỹ vào ngày 8 tháng 9 đã xác nhận về việc xác định danh tính cho hài cốt của một người đàn ông và một người phụ nữ. Vài ngày trước lễ kỷ niệm 22 năm, vụ tấn công khiến gần 3.000 người thiệt mạng ở Manhattan, New York. Tên của những người này được giữ kín theo yêu cầu của gia đình. Cơ quan giám định y tế của thành phố New York hiện đã có thể liên kết các hài cốt với 1.649 nạn nhân của vụ tấn công. Một quá trình tỉ mỉ dựa vào các kỹ thuật giải trình tự ADN tiên tiến nhất,
có thể kiểm tra các mảnh thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát. Những nỗ lực tương tự cũng được quân đội Mỹ sử dụng để xác định danh tính của quân nhân mất tích và hiện đang tiến hành kiểm tra các mảnh thi thể của hơn 100 người thiệt mạng trong vụ cháy rừng ở Maui, bang Hawaii. Bất chấp những tiến bộ về pháp y, nỗ lực xác định hài cốt của các nạn nhân vụ 11 tháng 9 đã chậm lại trong những ngày gần đây. Các quan chức cho biết, hai nhận dạng được công bố là những hài cốt mới nhất được xác định kể từ tháng 8 năm 2021. Hơn 1.000 hài cốt từ vụ tấn công ngày 11 tháng 9 vẫn chưa được xác định. Những mảnh hài cốt này hiện được lưu giữ tại Đài Tưởng niệm và Bảo tàng Quốc gia ngày 11 tháng 9, tọa lạc tại địa điểm từng là trung tâm thương mại thế giới ở New York. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các bản tin kế tiếp trên kênh Tin Tức Việt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!